Hello các bác nhá. Hôm nay em bắt đầu xả kho bẹt cho các bác này. Bẹt còn rất là nhiều mà ế. Thứ nhất là không có thời gian dọn các bác nhá. Mặt lô thì các bác chê nhiều không mua. Đấy. Mà bán dọn rồi không thời gian. Con này thì nó lại chỉ có mỗi chức năng sửa ấm thôi các bác nhá. Chỉ có chức năng sửa ấm thôi. Mọi con thì sẽ có sửa ấm chỗ ngồi và rửa nước nóng. Con này chỉ có chức năng sửa ấm thôi. Giá vài trăm nghìn thôi. Đây em đang cắm điện cho các bác xem này. Công suất nhá, 57W này. Các bác mua cục nguồn 60W cho em, các bác lắp vào trong này được nhá. Trong này nó rỗng không mà. Trong này chả có cái gì đâu. Đấy. Đây, mùa đông thì ngồi ấm này. Có núm điều chỉnh nhiệt độ đây nhá. Đây các bác vặn mạnh nhẹ tắt đi này. Đó. Đây em tắt đi nhá. Tắt đi, cái này nó bằng cơ thôi. Đây này, tắt đi nó chờ có 4W hình như nó chạy cái. Con này hình như nó cũng có một cái quạt. Như kiểu quạt khử mùi sao ấy, xem nào. Cũng có một cái quạt kiểu quạt khử mùi ấy, nó hút ở gầm nó lên đấy. Con này còn rất là trắng nhá, con này bị vỡ mất cái nắp tí đây các bác này. Đây này. Nguyên xì, nguyên bụi, nguồn nhá. Cái này có bác nào mà ở thành phố ấy, thì đưa cái chỗ người ta hàn cho. Đem chỗ nào mà sửa xe máy ở mấy cái chỗ người ta hàn ra các ô tô ấy. Người ta hàn cho các bác, người ta sẽ làm đẹp luôn cho các bác như mới. Còn nếu mà không thì các bác cứ để vậy mà dùng. Em bán các bác cái bệt này 400 nghìn nhá. Đấy. 400 nghìn là không có đế cài. Bác nào thích mua cái đế cài nữa thì 200 nghìn nữa là 600. Tại vì cái đế này là em phải mua mới thôi. 200 nghìn một cái. Đấy có cái ốc luôn. Về các bác lắp. Còn không thì các bác mua nguyên bẹt. Về gắn keo. Đấy. Thì 400 nghìn. Đây. Bác về các bác bơm keo đây các bác gắn vào. Xong. Đấy. Mình dùng mùa đông sưởi ấm rất là sướng. Ngồi không muốn ra. Cái này công suất nó bé. 60W thì các bác cắm cục nguồn 220 được. Đó, lắp cục nguồn bé bên trong vô tư. Các bác nhé. Đấy, cộng ship nhá, ship thì chắc tầm 30-40 nghìn. Đó, đây này, nó bẻ nứt này, vận chuyển nó bị nứt thôi, rất là phí. Con này mà không nứt cái này thì em lại bán cho các bác 1 triệu nhá. Nó nứt rồi, thanh lý luôn. Các bác nào mà ở phố xá đem gara ô tô người ta làm cho lắm lắm thì mất 100 nghìn thôi, đẹp ngay. Ok các bác nhá.